Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn khán thính giả thân yêu của kênh Radio Đêm Khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện mang tựa đề Chị Dâu Em Chồng, chuyện được viết bởi tác giả Ngọc Ngân. Quý vị đón nghe chuyện, nhớ để lại những nút like, chia sẻ video chuyện và bình luận cảm xúc, ủng hộ cho sự phát triển của kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong một gian bếp của ngôi nhà kia. Anh à, hôm nay đi làm mệt không? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Hoài đặt cái cặp da của mình sang một bên rồi chạy tới ôm lấy vợ mình. Hôm nay anh vừa mới ký được một hợp đồng với bên đối tác mới. Giám đốc khen anh quá trời luôn đó. Huyền nghe chồng mình nói thế thì cô cũng cười rồi đáp: chồng em luôn giỏi giang mà. Anh đi lên phòng tắm rửa thay đồ gì đi, rồi còn xuống ăn cơm nữa nè. Cứ ôm em như vậy rồi sao mà em nấu cơm cho cả nhà ăn được. Hoài thấy vợ không làm gì được nên cũng bất đắc dĩ buông cô ra. Vậy thôi anh lên phòng tắm nha, chút nữa anh xuống. Hoài cầm lấy cái cặp của mình rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Lúc này ông Phúc cũng từ trong phòng mở cửa bước ra. Ông thấy được mùi thức ăn thì khen con dâu: chà, con dâu làm giáo viên lại nấu ăn ngon. Cái này người ta gọi là sỏi việc nước, đảm việc nhà đó nha. Dạ, ba quá khen rồi ba. Làm vợ thì phải biết nấu chứ ạ. Cô chậm rãi bưng mấy món ăn vừa mới nấu xong ra bàn. Ông Phúc cũng giúp con dâu sắp xếp lại cho đàng hoàng. Lúc này, cửa nhà lại xuất hiện thêm bóng sáng của một người đàn ông nữa. Đó là Vĩ, em trai của Hoài, cũng là em chồng của Huyền. Chị dâu với ba đang dọn cơm mà, xem ra con về đúng lúc quá rồi. Ông Phúc nhìn thấy con trai của mình về nhà thì liền bước tới ôm con mình một cái. Vĩ là thủy thủ, cứ hay rời nhà rồi đi khắp nơi trên biển đảo. Khoảng một tuần về một lần nên ông Phúc mới nhớ con. Thấy con về là phải ôm một cái. Lần này con về sớm hơn mấy lần trước rồi mà, ba với chị dâu ở nhà vẫn khỏe chứ? Huyền chỉ cười rồi đáp: chị vẫn khỏe, chú đi đường dài về cũng mệt rồi. Chú lên tắm rửa đi, rồi ăn cơm cùng cả nhà luôn. Ông Phúc vỗ vai con mình rồi cũng nói: ừ, chị nói đúng đó, con đi tắm rửa cất đồ đi. Dạ vâng. Vĩ mỉm cười rồi chạy vào phòng nhanh chóng tắm rửa. Phía bên này thì Hoài cũng vừa mới bước xuống. Anh lúc nãy cũng có nghe mấy âm thanh đùa giỡn ở dưới nhà, cũng đoán được là em trai mình đã về. Thằng Vĩ mới về hả ba? Con ở trên phòng nghe tiếng nói chuyện quá trời. Ừ, em con nó mới về, chờ nó chút đi, rồi cả nhà mình cùng ăn cơm luôn. À dạ, mọi người đều ngồi sẵn vào bàn ăn, chỉ còn chờ sự xuất hiện của Vĩ nữa mà thôi. Không lâu sau đó thì Vĩ đi ra với bộ quần áo đơn giản, vui vẻ ngồi vào bàn dùng cơm với mọi người. Ôi chà chà, mỗi lần về tới nhà lại được thưởng thức mấy món ăn của chị dâu, thật là sung sướng ấy nhỉ. Vĩ thoải mái gắp đồ ăn liên tục, trong nhà cũng đâu có ai lên tiếng nói gì. Thấy cậu ăn ngon miệng thì Huyền cũng mừng, ít ra thì tài nấu ăn của cô cũng hữu dụng, làm thủy thủ không phải lúc nào cũng sung sướng. Bôn ba ở trên biển, nếu như gặp bão thì tính mạng cũng như đèn treo trước gió, cho nên khi được về nhà thì rất vui mừng. À, Vĩ à, lần này em về thì cỡ chừng nào lại đi, có thể ở nhà lâu chút không? Em đi như vậy Hoài, ba ở nhà hay nhớ em lắm đó. Hoài gắp cho vợ mình miếng thức ăn, rồi lên tiếng hỏi Vĩ, cậu cũng cười đáp: nếu vậy thì lần này đúng với ý ba rồi, em ở lại ít nhất cũng là 2 tháng. Bên cảng này người ta có chút việc cần bảo trì mấy cái tàu lại, cho nên xuất phát chậm hơn. Chắc em phải đi tìm việc gì đó làm bừa trong thời gian này. Ông Phúc nghe xong thì lại cười nói: được vậy thì tốt rồi, có thời gian ở lại nhà với ba thì được rồi. Muốn tìm việc làm cũng dễ thôi mà, nhìn con trai của ba săn chắc như vậy, người ta sẽ tuyển con thôi. Ba nói quá rồi đó, không ai tuyển con vào làm thì mất mặt chết được. Hôm đó cả nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện vô cùng rôm rả. Cô cũng cảm nhận được không khí của gia đình này rất tốt. Huyền gả vào trong nhà này cũng gần 2 năm rồi. Trong nhà này cô là con dâu duy nhất, ngoài ra thì còn bố chồng, em chồng và chồng. Mẹ chồng của cô mất trước khi cô về nhà này rồi. Bố chồng thì ở như vậy tới nay cũng đã khá lâu, nhưng ông là con người tử tế, chỉ là một người đàn ông có tuổi yêu thương 2 đứa con trai của mình thôi.
Hoài rất yêu thương cô. Từ trước tới giờ, mối quan hệ của hai người rất tốt. Từ khi còn yêu nhau, cho tới khi anh rước cô về nhà, cũng đều như vậy. Thậm chí là cãi nhau, cũng rất hiếm. Em trai của anh cũng là một cậu em chồng tốt. Nói chung Huyền cảm thấy gia đình chồng của mình đã tốt hơn những nhà khác nhiều rồi. Đâu phải ai về làm dâu cũng dễ dàng và sung sướng như cô đâu chứ. Hiện giờ Huyền là giáo viên dạy cấp 3. Cô vừa đi làm vừa lo mấy việc nội trợ ở nhà. Nhưng mà việc của cô chỉ có nấu cơm thôi. Còn những lúc cô đi làm thì ba chồng sẽ ở nhà phụ giúp cô làm mấy việc còn lại. Để anh rửa chén chung với em nha. Thôi không cần đâu, anh lên phòng làm việc gì thì làm đi. Mấy cái này em tự rửa cũng được mà. Nhưng mà rửa cùng với anh vui hơn á. Cô cũng không ngăn cản chồng mình, có anh bên cạnh đúng là vui hơn thật. Vĩ nhìn anh chị của mình mà khẽ mỉm cười rồi nói: Hai anh chị của em vẫn lãng mạn tình cảm như ngày nào nhỉ. Thật là ngưỡng mộ anh hai đó nha. Có chị hai bên cạnh, anh hạnh phúc thật. Em cũng bắt đầu muốn có bạn gái rồi đây nè. Em như vậy, muốn có bạn gái có gì khó đâu chứ. Bớt dành thời gian cho công việc một chút thì sẽ có người thích em ngay thôi chứ gì. Nhìn anh hai với chị hai mà học hỏi đi nha thằng nhóc. Hoài không ngần ngại hôn vợ mình ngay trước mặt em trai. Trong khi cô thì ngại ngùng đỏ mặt thì anh lại vui vẻ cười. Thấy hai người như vậy, Vĩ cũng không muốn làm phiền nữa. Thôi thôi, em nhường chỗ rửa chén lại cho hai người đó, không làm phiền anh chị tình cảm nữa. Người độc thân như em nhìn một hồi chắc là tổn thương, chịu không nổi luôn quá. Vĩ lủi thủi đi vào trong phòng, cậu cũng cảm thấy cô đơn thật. Chị dâu của cậu là một người xinh đẹp, hai anh chị đi cạnh nhau cũng rất đẹp đôi. Không quá khoa trương khi nói Huyền chính là cô giáo xinh đẹp nhất trong trường. Cái này là nhờ vào trời phú. Nét đẹp của Huyền có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Gương mặt thon gọn, đôi mắt to tròn, môi thì trái tim. Thật sự là làm cho rất nhiều người đàn ông siêu lòng. Em à, tối nay anh khá rảnh, em không có bận soạn giáo án gì đó nữa chứ. Ý anh là gì đây? Định rủ em đi đâu chơi hay sao vậy? Hoài khẽ mỉm cười, anh nhìn vợ mình ngọt ngào rồi nói: Đúng là em rất hiểu ý anh. Tất nhiên là anh muốn dẫn em ra ngoài chơi rồi. Dù gì thì hôm nay cũng có thằng Vĩ ở nhà, mình cũng không cần lo mà phải về sớm nữa. Tận dụng thời gian này một chút nha em. Nhìn vẻ mặt rất muốn đi của anh thì cô cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu. Cũng hơn 2 tháng rồi, cả hai không có thời gian ra ngoài chơi. Đi bên cạnh người mình thương tất nhiên là vui rồi. Vậy tối nay em muốn đi đâu? Đi ăn, xem phim hay là đi mua sắm? Đi đâu cũng được mà, có anh đi cùng với em là được rồi. Anh cần gì phải tính toán nhiều như vậy? Hoài ôm chặt lấy vợ mình, hai người ngã lăn ra trên giường. Cô bật cười vì cái hành động như đứa con nít của anh. Nhưng Hoài vẫn ôm chặt lấy vợ mình không buông. Anh còn nhéo má cô nữa: Không hỏi thì em lại bảo anh không hỏi ý em, rồi hỏi em lại nói anh tính nhiều. Ai, xem ra vợ anh khó hiểu hơn anh nghĩ nhiều nha. Tối đó cô và anh đã ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đi xem phim. Ông Phúc nhìn thấy vợ chồng của con lớn đi chơi thì cũng không nói gì, lại quay sang nhìn Vĩ: Nhìn anh hai của con mà học hỏi đi. Năm nay cũng 25 rồi, đi kiếm bạn gái thử xem. Con mà cứ như vậy thì cả đời cũng đừng hòng kiếm được vợ đấy. Vĩ đang chơi game trên điện thoại, nghe ba mình cảm giảm thì cậu lại nhíu mày nói: Ba này, cái gì cũng phải từ từ chứ ba. Chuyện yêu đương ba đừng có hối con, có hối cũng vậy thôi. Giờ con không có yêu ai thì cưới ai bây giờ đây? Thì đó, cho nên ba mới kêu con đi ra ngoài nhiều chút để tìm người yêu đi. Nhân thời cơ 2 tháng không cần đi ra biển này để con tìm người yêu. Không chừng lại tìm được người đi cùng con cả đời thì sao? Ba đừng có lo mà, sớm muộn gì con cũng sẽ xây dựng cho ba một tổ ấm đàng hoàng tử tế cho ba yên tâm mà. Nói gì thì nhớ đi à nha, ba cũng ngoài 60 rồi đó. Bây giờ chỉ chờ anh con có một đứa con, còn con thì lập gia đình cho đàng hoàng. Lúc đó thì ba với mẹ mới yên lòng. Được rồi mà, mẹ đã không còn lâu rồi. Ba cứ nhắc mẹ mãi, làm sao mà mẹ yên được chứ. Sau này con cũng sẽ cưới vợ thôi mà, ba yên tâm đi. Ba xem tivi đi nha, con lên phòng cái đã. Vĩ cảm thấy mình mà cứ ngồi đây tâm sự với ba một hồi thì kiểu gì anh cũng sẽ khóc vì mấy chuyện cũ của mẹ cho coi. Những năm qua ba anh vẫn luôn hướng về mẹ, chưa từng có thêm người phụ nữ nào hết.
tựa như cái cách mà anh đang hướng về người con gái đó. Từ ngày hôm đó cho tới bây giờ, chưa bao giờ thay đổi. Phải chi, chúng ta cũng thuộc về nhau nhỉ? Chỉ cần một lần ở bên nhau thôi, cũng là quá đủ rồi. Vĩ nhìn lên trần nhà chán nản mà thở dài. Phía bên này, Hoài nắm lấy tay của Huyền, cả hai đang ở trong rạp chiếu phim, cùng ngồi hai ghế bên cạnh nhau, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Hai người vẫn luôn rất mặn nồng, tựa như đôi vợ chồng mới cưới nhau vậy. Anh xem phim, nhưng đôi khi lại liếc mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh bao nhiêu năm qua vẫn vậy, nhưng có lẽ Huyền khóa tập trung xem phim. Cô còn đang rất hạnh phúc khi được đi chơi như thế này với anh nữa. Sau hơn 2 tiếng thì bộ phim này cũng kết thúc. Anh dắt tay cô đi ra khỏi rạp chiếu phim, đột nhiên dừng lại rồi hướng mắt nhìn cô. Anh định làm gì vậy? Sao không đi tiếp đi? Hoài không trả lời mà trực tiếp hôn lên môi vợ mình một cái. Hiện giờ hai người vẫn còn đang đứng trước cửa của rạp chiếu phim, người đến người đi không ít, tất nhiên là hành động này cũng bị người ta nhìn chằm chằm rồi. Trời ơi, lãng mạn quá đi mất. Mẹ ơi, tao muốn có bồ rồi đó. Con nhỏ này, người ta thì lãng mạn, còn lâu mới tới lượt mình đấy nhá. Dẫn bạn gái đi xem phim ngọt ngào vậy sao? Đẹp đôi quá hay chứ. Đúng là trai tải gái sắc, người ta xứng đôi quá đi. Mấy âm thanh bàn tán xung quanh đó vang lên, hai người cũng nghe rất rõ, thậm chí là có người còn lấy điện thoại ra chụp cho hai người một tấm nữa chứ. Sau khi hoàn thành cái hôn thì anh và cô chỉ cười. Hoài lại nắm chặt tay cô, nhanh chóng chạy khỏi cái nơi đông người đó. Ngồi an toàn trong xe rồi thì cô lại nhíu mày lên tiếng nói. Đã ngại còn bày trò, anh nhìn xem, người ta nhìn hai đứa mình quá trời luôn kìa. Hoài chỉ gãi gãi đầu cười rồi bảo. Có sao đâu, sau này anh không ngại nữa. Vợ của anh thì anh hôn thôi chứ có gì đâu mà phải ngại. Hay là chúng ta đi chơi thêm một lúc nữa hẳn về nhé. Anh lại muốn đi đâu nữa vậy? Cô hơi tò mò, không biết là anh định đi đâu nữa. Nhưng mà chưa gì, anh đã lái xe rời đi, cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô. Cuối cùng thì dừng lại ở một khu vực bên bờ hồ thanh vắng. Huyền và anh bước xuống khỏi xe, thanh âm của gió xào xạc bên tai cô làm cô cảm thấy thoải mái làm sao. Muốn em ra đây hóng gió với anh hả? Cô đứng tựa vào lan can bên hồ lên tiếng, nhưng lại không thấy anh trả lời thì liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh lấy từ trong cốp xe ra một bó hoa hồng khá lớn bước về phía cô. Lâu rồi không có thời gian với em như vậy, em là bó hoa đẹp nhất đời anh. Cô mỉm cười nhận lấy bó hoa đó. Huyền cảm thấy năm đó mình đồng ý cưới anh quả thật không sai chút nào hết. Hoài thơm nhẹ lên trán cô một cái tràn đầy yêu thương. Hôm nay cũng biết cách tạo bất ngờ cho người khác nữa sao? Biết mà, nhưng mà anh chỉ muốn tạo bất ngờ lãng mạn cho em thôi. Em biết không, anh từng nghĩ về viễn cảnh của chúng ta sau này. Anh nắm tay của em, trước mặt chúng ta là những đứa trẻ đang tung tăng vui đùa, đó cũng chính là con của chúng ta. Hoài dùng ánh mắt chân thành nhìn cô, hai người đều hướng mắt nhìn về phía đối phương. Huyền cảm thấy lúc này mình thật hạnh phúc làm sao. Cô cũng có những mong ước giống như anh hiện tại, nhưng bây giờ hai người vẫn chưa có con. Dẫu là thỉnh thoảng vẫn có xảy ra những chuyện giữa vợ chồng như bình thường, cả hai cũng rất cố gắng chứ không phải đơn giản, nhưng mà vẫn không có. Cảm thấy như vậy không được nên cả hai cũng đi khám bác sĩ. Kết quả nhận lại thì cho thấy cả hai đều bình thường. Chắc là do ông trời chưa muốn cho cả hai có con. Cô đột nhiên lại nhận được điện thoại của bạn mình gọi tới. Alo, mình nghe đây. Nè, bộ cậu không đọc báo hay sao vậy cô hai? Chưa gì mà cậu với chồng đi coi phim đã được lên bài rồi. Mà hai người cũng gan ghê, dám hôn nhau ở nơi đông người như vậy. Tớ gửi qua cho cậu xem. Ngay sau đó thì Huyền liền nhận được hình ảnh chụp màn hình từ bạn gái mình gửi. Bạn cô là một biên tập ở nhà báo, hèn gì mà bắt tin tức nhanh như vậy. Cô xem xong thì cũng há hốc mồm, không ngờ hôm một cái cũng có thể lên báo rồi. Có chuyện gì mà làm em ngạc nhiên dữ vậy? Hoài thấy biểu cảm của vợ mình thì cũng có chút tò mò. Anh nghiêng đầu nhìn điện thoại của cô, ngay sau đó thì cũng có phản ứng bất ngờ không kém gì cô lúc nãy. Anh coi coi, ngày mai em đi dạy kiểu gì, bài này mà để học sinh với giáo viên nào biết là em thôi sao? Hoài chỉ biết cười gượng rồi nhỏ giọng nói với mợ mình. Được rồi, sau này anh sẽ rút kinh nghiệm, không dám tới mấy chỗ đông người hôn nhau như vậy nữa. Người ta thấy mình đẹp đôi quá sẽ cho mình lên báo nữa thì phiền lắm.
Cô nhìn thấy bộ dạng đang cười ngờ ngợi của anh thì cũng hết nói nổi, nhưng mà cũng có chút buồn cười. Ảnh qua tay của phóng viên cũng không tệ, chất lượng hình ảnh khá tốt, còn bắt trúng khoảnh khắc khá đẹp nữa chứ. Tự nhiên mình thấy mình xinh đẹp quá vậy nhỉ. Thấy Huyền đang nhìn điện thoại thì anh liền lên tiếng nói. Anh cảm thấy hình như ai đó bạn đã bắt đầu thích bài báo này rồi, không chừng là về nhà sẽ xem đi xem lại thêm mấy lần nữa. Huyền nghe thế thì liền đánh vào vai anh một cái rồi nói. Thôi đi, ở nhà không hôn chạy ra ngoài đường hôn làm gì, cho người ta đăng bài lên chứ. Thiệt tình, lớn rồi mà anh làm như con nít vậy đó. Thì do yêu nên mới vậy thôi, anh có làm việc này với cô gái nào khác đâu chứ. Anh thử làm với người khác đi. Hai người ở đó vừa tâm sự, vừa trò chuyện với nhau. Sau tất cả thì cô vẫn muốn tựa vào lòng anh, mà anh cũng nguyện ý để cô tựa vào trong lòng mình. Không có ai làm phiền hai người, khung cảnh lúc này thật là bình yên và êm ấm biết bao. Tới hơn 10 giờ đêm thì anh chở cô về nhà. Lúc này Vĩ đang ở phòng khách xem phim. Anh nhìn thấy anh chị hai về thì thoải mái nở nụ cười. Thằng này, giờ này chưa đi ngủ nữa hả? Còn có phim nữa chứ, ba đi ngủ rồi à? Vâng, ba đi ngủ nãy giờ rồi. Hôm nay hai anh chị đi chơi lâu ghê nha. Đã vậy mà còn có vài tin tốt ở trên báo nữa nè. Vĩ mở điện thoại lên, đưa ra trước mặt hai người, cười hề hề. Cô gặp phải cái tin này thì liền đỏ mặt tìm cách đi lên phòng. Hai người nói chuyện đi nha, em thấy hơi mệt chút, em đi ngủ trước, anh cũng lên nhanh đi nha. Thấy vợ mình chưa gì mà đã ngại ngùng chạy lên thì Hoài chỉ cười. Bớt chọc chị dâu của em đi, cô ấy hay ngại lắm, chưa gì đã đỏ mặt rồi kìa. Nhưng mà anh hai rất thích cái bảng tin này. Hoài khẽ thì thầm vào tai của em trai mình, rồi cũng nhanh chóng chạy lên phòng cùng với Huyền. Cô đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sơ qua một chút, thay bộ quần áo ngủ rồi bước ra. Anh cũng nên tắm lại chút đi, nãy giờ ra ngoài lâu như vậy, để như vậy đi ngủ có hơi sơ một chút. Được được, dù gì thì ra ngoài cũng bám chút hơi bên ngoài. Hoài cười rồi ôm lấy bộ đồ ngủ của mình đi vào trong phòng tắm. Huyền ngồi trên giường lại lấy tay lướt vào bài báo của mình lúc nãy. Cô cũng cảm thấy là sự may mắn của mình quá lớn rồi. Lâu lâu cũng có hôn ở bên ngoài, nhưng lần này lại vô tình được phóng viên nhìn trúng, còn cho họ một suất lên báo nữa. Ngày mai không biết mình đi dạy kiểu gì nữa đây. Chỉ mong là mấy đứa học trò của mình không coi được tin này, cầu mong là vậy. Hoài bước ra, thấy vợ mình đang nhắm mắt cầu nguyện cái gì đó thì anh tiến đến hỏi. Em đang làm gì vậy vợ? Không gì không gì, giờ mình đi ngủ thôi. Được rồi, vậy bây giờ mình đi ngủ ha. Hoài cầm lấy cái chăn phóng lên bên cạnh vợ mình, ôm cô vui vẻ đi vào giấc ngủ. Phía bên căn phòng nào đó, Vĩ cầm cái điện thoại của mình phóng to rồi phóng nhỏ tấm hình đó của anh chị hai mình. Có chút chạnh lòng, hốc mắt lại đỏ lên rất nhiều. Anh không muốn yếu đuối nên nhanh chóng lau đi giọt nước mắt của mình. Như vậy cũng tốt, dù gì thì hai người họ cũng rất hạnh phúc. Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi mà, có gì mà phải đau lòng chứ, cái thằng đần này. Vĩ nằm trên giường, anh cố gắng đi vào giấc ngủ. Mặc dù mắt nhắm nhưng cứ trằn trọc mãi không thôi. Anh cứ ngỡ đi lần này mình ở đây gần 2 tháng, có nhiều thời gian ở bên người mình thích hơn. Nhưng mà ngày đầu tiên anh ở nhà đã xảy ra mấy chuyện như vậy đập vào mắt rồi. Không biết sau này còn chuyện gì làm anh muộn phiền nữa không đây. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng với cả nhà xong thì Vĩ lái chiếc xe ra ngoài bắt đầu tìm việc làm. Chỉ làm khoảng 2 tháng nên anh chỉ muốn tìm mấy việc như nhân viên phục vụ rồi làm bữa thôi. Ít ra thì cũng có chút lương để tiêu xài. Ở nhà cũng có chị hai lo cơm nước cả rồi, cái đó không cần lo. Vĩ chạy tới khá nhiều quán, nhưng mà gần như chỗ nào cũng đủ người hết rồi. Anh hơi thất vọng một chút, nhưng cũng không có nghĩa là chàng thủy thủ sẽ bỏ cuộc. Mất gần cả buổi sáng, cũng may là cuối cùng anh cũng có thể tìm được một quán cà phê thích hợp để mình vào làm. Bà chủ ở đây là một người khá trẻ tuổi, cách nói chuyện cũng rất hòa nhã dễ thương. Bà chủ tử tế như thế này chắc là quán làm ăn cũng rất tốt đây. Vĩ nhìn người con gái đó rồi khẽ cười. Anh cười gì vậy? À không, không có gì. Sắp được nhận vào làm nên anh vui đó mà. Có thể đi làm ngay luôn, hôm nay luôn được không? Cô gái đó thấy anh có hứng thú làm việc như vậy cũng liền gật đầu đồng ý nói. Vậy cũng được,
Dù gì thì quán cũng đang cần người, thế anh Vĩ vào làm ngay trong hôm nay luôn nha. Ừ được, để anh mặc đồng phục cái đã. Cô ấy tên là Nga, là con của một ông chủ lớn, gia đình hình như rất khá giả, nên đã cho tiền con gái mở quán cà phê buôn bán kinh doanh. Nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra Nga là một cô gái không bình thường. Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng mà khá xinh xắn, lại trắng nõn, nói chuyện dịu dàng nữa chứ. Anh Vĩ à, anh mang nước này qua cho bàn số 25, còn hai ly này bên bàn số 27 nhé. Được được, đưa đây cho anh. Vĩ cầm lấy cái khay rồi bưng bê mấy ly nước ra cho khách. Đây là lần đầu tiên anh đi làm mấy việc bưng bàn phục vụ như vậy. Bình thường là anh thủy thủ kiêu ngạo đứng bên mũi tàu, bây giờ là anh phục vụ đứng cầm khay bưng nước. Vĩ nhớ lại mà cũng bật cười, tự nhiên lại muốn được ngửi mùi biển và mùi tàu quá. Nga nhìn thấy anh đi làm cứ như thằng ngốc ấy, hở ra là lại cười một mình. Cô không biết anh bị cái gì, liền vỗ vai anh một cái. Anh có bị gì không vậy? Em thấy nãy giờ anh cười một mình hơi nhiều rồi đó. Bộ trong quán có cái gì đó kích thích anh cười hay sao? Không gì đâu, dạo này anh cảm thấy hơi yêu đời cho nên là mới như vậy thôi. Không gì không gì, em đừng có bận tâm mấy chuyện tào lao của anh nha. Vĩ cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng đi vào trong quầy học pha chế. Hôm nay là ngày đầu đi làm nên anh cũng không biết phải pha mấy loại nước này sao cho đúng cách nữa. Nga có chuẩn bị sẵn cho những anh nhân viên mới một tờ công thức để pha chế. Bây giờ quán không có nhiều khách nên cô khá nhàn rỗi ngồi trên ghế coi thử anh nhân viên mới của mình. Vĩ cũng vô cùng tập trung, anh cẩn thận xem kỹ công thức của một loại nước rồi mới bắt tay vào làm. Nhưng sau đó 10 phút thì Nga lại nhìn thấy gương mặt bí dị của anh đi ra khỏi quầy pha chế. Sao đây, nhìn mặt anh là biết không thành công rồi đúng không? Mấy người mới như anh không có chút kinh nghiệm nào làm sao mà ngon được? Vĩ nhíu mày khó chịu nói. Thôi đi, từ từ rồi học sao, có gì đâu mà phải gấp. Dù gì cũng là ngày đầu tiên đi làm, anh qua bên kia phụ mấy người khác đã. Cô cũng lắc đầu cười, nhìn cái thân hình cao lớn của anh cúi đầu chào khách, còn rất ga lăng giúp cho mấy nhân viên nữ khác nữa chứ. Bây giờ trong quán chỉ có 3 người, một là Hùng, hai là My, còn ba chính là Vĩ vừa mới vào làm. Anh Vĩ lúc trước làm ở đâu vậy? Anh cao quá đi, hơn em cả cái đầu luôn. My có chiều cao khá khiêm tốn, dù gì Vĩ cũng trên 1m75 mà. Nhìn hai người đứng gần nhau cứ như cha con vậy đó. Hùng nhìn hai người mà bụng miệng cười. Anh làm thủy thủ, thời gian này cảng đang bảo trì nên anh tìm công việc đi làm thêm thôi. Em với Hùng đều là sinh viên hay sao? À dạ, hai đứa tụi em ở cùng một khối nên cùng tìm công việc chung luôn. Đúng là thủy thủ cho nên thân hình của anh thật vạm vỡ. My khẽ tiến lại gần anh thì thầm rồi nói. Chắc là anh có 6 múi đúng không? Vĩ nghe xong thì gãi đầu cười cười nói. Bình thường thôi, cũng không tới mức đó, chỉ là có chút cơ thôi mà. Hôm đó Vĩ ở lại quán làm việc tới 10 giờ tối thì cùng với mọi người thu dọn rồi về nhà. Lúc này trời cũng đã tối rồi. Anh chị hai thì ở trên phòng, còn ba thì đang chờ anh xem thế nào. Thấy con trai út về tới nơi thì ông lên tiếng hỏi. Sao rồi, có phải tìm được việc làm rồi lại đó làm luôn không? Dạ vâng, con cũng rảnh nên làm từ hôm nay luôn. Ba đâu cần phải chờ con như vậy đâu chứ. Giờ này ba nên đi ngủ rồi đó. Ăn cơm tối chưa vậy? Ba lo cho con, không biết quan tâm tới sức khỏe nên ông già này mới cố tình chờ con đây nè. Anh biết là ba rất yêu thương hai anh em mình, dù là chuyện gì thì ba cũng sẽ nghĩ cho anh em họ trước tiên. Lúc nãy con ăn rồi mới về, ở cùng nhà với ba, con làm sao dám bỏ bữa được chứ. Ngày mai ba đừng chờ con nữa nha. Con lớn rồi, biết đường đi làm thì biết đường về nhà thôi mà. Bây giờ ba đi ngủ đi, không cần lo cho con. Ông Phúc cũng gật đầu rồi nói. Ừ, vậy mở vòi nước nóng tắm rửa rồi cũng đi ngủ đi nha con. Dạ ba, con biết rồi. Vĩ tắt đèn lớn trong nhà, cẩn thận khóa cửa nẻo lại, rồi nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Thật ra công việc này đối với anh rất đơn giản, còn nhẹ nhàng hơn việc làm thủy thủ ở ngoài biển nhiều. Có lẽ là do thể lực anh vốn đã tốt nên mới cảm thấy như vậy. Tối đó anh đi vào giấc ngủ rất nhanh, không có suy nghĩ nhiều như hôm qua nữa. Hôm sau, không hiểu sao mà Vĩ lại thức sớm hơn thường ngày, thấy ba mình đang tập thể dục dưỡng sân ở trước nhà, thì anh cũng bước ra sân tập trung với ba. Mặc dù là chung một sân, đều là tập thể dục, nhưng mang hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi ông Phúc đang tập những động tác chậm rãi và tử tốn,
thì bên anh lại mạnh mẽ và dứt khoát hơn nhiều. Thằng này tập mấy động tác đó không thấy mệt hả con? Thấy trên người Vĩ lúc này đã đổ không ít mồ hôi nên ông mới lên tiếng. Mấy cái này có gì đâu ba, cũng bình thường thôi mà, xem như con khởi động gân cốt buổi sáng thôi, ba già nên mới tập mấy cái động tác nhẹ nhàng đó. Kệ ba, ba đi hết kiếp người rồi, chứ không phải thanh niên trẻ tuổi kiêu ngạo nữa rồi. Vào trong nhà thay bộ đồ đi. Dạ dạ, con biết rồi. Giờ này chắc là chị dâu đang nấu bữa sáng. Hai ba con cùng nhau đi vào trong nhà. Vĩ thật sự khá mệt do mấy bài tập thể dục của mình. Mỗi lần như vậy thì anh đều có thói quen là cởi áo ra rồi bật quạt máy lên để làm mát. Bây giờ cũng y như vậy, anh không ngần ngại cởi áo ra rồi ngồi ngay trước mặt quạt máy. Huyền mang mấy dĩa thức ăn đặt lên bàn, lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Cô nàng thật sự là đã bị Vĩ làm cho giật mình. Ban ngày lại gặp con trai cởi áo, đã vậy cơ thể còn săn chắc, múi nào ra múi đó rõ ràng, nhìn cương tráng hẳn ra. Không ngờ chú Út cũng đỉnh như vậy, nếu so với chồng của mình thì còn hơn chứ không thua. Bởi vậy người ta nói dân thủy thủ rất khỏe là không có sai mà. Chắc là làm việc trên đó vất vả lắm nên mới như vậy. Cô cũng không dám nhìn nhiều mà ngay lập tức hoàn hồn trở về với việc dọn đồ ăn của mình. Hoài từ trên phòng bước xuống, anh cầm theo cái cặp da đặt ở sau ghế. Thấy em trai mình đang ngồi trước gió hứng mát như đứa con nít thì nói: mấy tuổi rồi còn hứng gió của quạt máy đây? Nhìn kìa, ở trong nhà còn có chị dâu mà cởi áo tự nhiên quá à. Nhắc tới Huyền thì Vĩ mới chợt nhớ lại, đây là thói quen nên anh mới không để ý. Ấy chết, em quên mất. Nói rồi Vĩ cầm theo cái áo của mình chạy vào trong phòng. Đúng là Vĩ khá tự tin về ngoại hình của mình, nhưng mà bị chị dâu nhìn thấy thì ngại chết mất thôi. Cái thằng này, trong nhà mày còn có đàn bà phụ nữ, làm gì cũng không suy nghĩ hết. Vĩ ơi là Vĩ, nãy giờ chị dâu nấu ăn ở đó đảm bảo là thấy hết rồi còn gì nữa. Anh cảm thấy ngượng ngùng, vừa thay đồ vừa tự trách mình. Sau khi mặc lại bộ quần áo mới chỉnh tề rồi bước ra dùng cơm. À ba, chắc là khoảng một tuần nữa con phải đi công tác xa nhà đó. Ông Phúc nghe xong thì lên tiếng hỏi lại: công tác sao? Lần này bao lâu thì về nữa vậy? Hoài có chút ái ngại, anh nhìn sang sắc mặt của vợ trước, sau đó lại nhìn về phía ba của mình. Lần này con đi tới một tháng sau mới về. Lời này vừa nói ra thì ba có ba cái ánh mắt hướng về phía anh ngay lập tức. Gì, một tháng mới về hay sao? Xem ra lần này lâu hơn mấy lần trước nhiều rồi. Anh đi một tháng lận sao? Rồi công tác ở đâu vậy? Có mấy người đi cùng với anh thế? Trước tiên Hoài chỉ có thể cười gượng với mấy người họ rồi nói: thật ra lần này là một dự án khá quan trọng, cho nên mới phải mất thời gian như vậy. Đi ở Hà Nội, ngoài anh ra thì còn có vài người đồng nghiệp khác đi cùng nữa, nên cả nhà cứ yên tâm đi. Nửa tháng cũng không có quá lâu, chỉ là dài hơn mấy lần trước chút thôi ấy mà. Không khí trong nhà đột nhiên hơi trầm xuống, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Trong khi Vĩ cảm thấy sự vắng mặt của anh hai là một điều tốt, thì Huyền lại có chút không nỡ để chồng mình đi một tháng như vậy. Cưới nhau hơn 2 năm thì đây là chuyến công tác dài nhất của anh rồi. Ông Phúc cũng không có nghĩ gì nhiều, nếu như là công việc thì tất nhiên không thể từ bỏ rồi. Chỉ là công tác thôi mà vợ, mới lại chỉ có một tháng thôi, anh nhất định mua quà về cho em được không? Thường xuyên nói chuyện điện thoại với anh nha. Anh nhìn thấy lúc nãy sắc mặt vợ mình không vui, nên sau khi dùng cơm xong đã nắm tay cô mà an ủi: ừ em biết rồi, anh rảnh thì mua, không rảnh thì thôi, dù sao thì công việc quan trọng, đừng có lơ là. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Bây giờ đi làm thôi, hôm nay em còn có một tiết dự giờ trên lớp nữa. Ừ, vậy mình đi thôi. Hai vợ chồng nhanh chóng lên xe rời khỏi nhà. Sau khi anh chị hai rời đi không lâu thì Vĩ cũng lên xe tới làm ở quán cà phê. Hôm nay nhận tin anh hai mình sẽ đi công tác nên tâm trạng của Vĩ cực kỳ tốt. Anh đi làm rất niềm nở với khách, vui vẻ giúp đỡ mọi người, đã vậy còn biết cách pha trò nữa chứ. Hôm đó Nga tới quán khá trễ, tới gần tan ca buổi trưa thì cô mới tới. Thấy Nga có vẻ hơi mệt, anh liền rót cốc nước tiến đến chỗ cô. Này bà chủ làm gì mà đi trễ vậy? Bà chủ không làm gương cho nhân viên là không được đâu nha. Mệt anh quá, lo làm việc của anh đi. Vĩ không hiểu sao tự nhiên cô lại tức giận với mình. Chỉ là anh hỏi chơi chút thôi mà. Nè nè, cô bị gì vậy? Có cần thái độ với tôi vậy không? Đang mệt. Vĩ vốn định kéo cô lại nói chuyện, nhưng mà hai chữ đang mệt đó của Nga
làm cho anh cũng dừng lại. Thôi thì cứ để người ta yên đi, làm phiền chi cho người ta cọc chứ. Vĩ cũng đi làm việc của mình, còn Nga thì ở trong quầy mệt mỏi, nằm dài ra bàn. Mãi tới khi cô điều chỉnh tâm trạng một chút mới chạy tới bắt chuyện lại với anh. Lúc nãy tôi hơi cọc một chút, xin lỗi anh nhé, đừng để bụng tôi được không? Vĩ cũng cười, anh cất cái khay bưng nước rồi nói. Ai thèm để bụng chuyện của cô chứ, mà lúc nãy có chuyện gì mà đã làm cô khó chịu vậy? Nhắc tới thì Nga lại nhíu mày. Lúc nãy gặp phải mấy tên ăn cướp giàn cảnh muốn cướp đồ của tôi thôi. Cũng may là có mấy anh kia giúp tôi, không thì hôm nay tôi còn cái thân về quán đó. Nói vậy thì cô cũng còn chút may mắn đó, ít ra cũng có người giúp đỡ. Nhiều lúc không ai giúp thì mất trắng cũng là chuyện bình thường. Hai người thấy quán hơi vắng khách nên cũng thừa cơ hội ngồi nói chuyện với nhau cả buổi trời. Một tuần sau, hôm nay Hoài có thông báo trước với cả nhà là anh có một chuyến công tác dài hạn khoảng một tháng. Đi cùng anh còn có 2-3 người đồng nghiệp khác nữa. Bữa cơm trong nhà đột nhiên thiếu vắng đi một người làm cho Huyền có chút thiếu tự nhiên. Nhưng đối với Vĩ thì một tháng này chính là cơ hội trời ban cho anh. Chị dâu, chị ăn nhanh vậy, có cần em đưa chị đi làm không? Buổi sáng em thấy xe chị bị bể bánh rồi đấy, bây giờ có sửa cũng không kịp sửa dậy đâu. Bây giờ cũng nhân lúc em đi làm, mình đi chung luôn nhé. Huyền công nhận là bánh xe mình bể rồi. Tối qua thấy còn bình thường, không hiểu sao bây giờ lại như vậy nữa. Mà cô cũng cảm thấy là cho dù dắt đi phá lại cũng không kịp giờ dậy, nên cũng đồng ý đi cùng với Vĩ. Vậy chị chờ em chút nha, em lên phòng thay đồ rồi đi cùng với chị luôn. Ừ, không cần gấp đâu, chú cứ từ từ đi. Vĩ chỉ cười không nói gì thêm. Ba chồng vẫn còn đang ngồi ăn rất tử tốn. Mấy đứa còn trẻ mà thời gian không có gì hết, đi làm rồi lại về nhà, về nhà rồi lại đi làm, có khi đi công tác không có thời gian gì cả. Bà ở nhà có một mình vô cùng buồn chán. Huyền cũng biết là ba chồng mình đang buồn chán vì chuyện con cái của ông, nhưng ông cũng đang nhắc nhở cô chuyện nên sớm ngày sinh con đẻ cháu cho ông có người bầu bạn. Huyền chỉ cố gắng nở nụ cười rồi nói. Dạ vâng, tụi con đúng là bận công việc, chờ anh Hoài đi xong công tác đợt này về thì tụi con sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, ba không cần lo lắng đâu ạ. Ừ, nếu con hiểu được như vậy thì tốt, ba không muốn ép, chỉ là ba hơi mong ngóng cháu nội thôi. Chuyện này cũng bình thường thôi mà, con hiểu mà ba. Vĩ y từ trong phòng bước ra, làm cho cuộc trò chuyện giữa con dâu và ba chồng cũng kết thúc. Nhưng Vĩ cũng nhận ra ba mình vừa nói điều gì đó với chị dâu. Sau khi lên xe, anh liền hỏi, lúc nãy ba nói gì với chị vậy? À không có gì đâu, ba dặn chị mấy chuyện cơ bản thôi ấy mà, em cứ lo lái xe đi. Vĩ cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng luôn, đừng nói là ba nhắc nhẹ chị mấy chuyện con cái nữa ở nha. Huyền hơi bất ngờ khi mà em chồng có thể biết được chuyện này, cô cứ nghĩ là hai vợ chồng cô với ba chồng biết thôi chứ. Sao em biết được vậy Vĩ? Có gì đâu mà chị tò mò, trong nhà chưa có cháu thì ba chỉ có nhắc chuyện này thôi chứ gì. Gặp em thì ba muốn em cưới vợ, mấy người già ai mà chẳng vậy. Ba nói thế chứ, chị đừng áp lực gì nha, cứ tùy ông trời đi, mấy chuyện này thì ép buộc làm sao được, đúng không? Nghe Vĩ nói thế thì cô cũng cảm thấy đúng. Dạo này chồng cô cũng có chút hối thúc, anh cứ muốn sớm có con, còn học hỏi người ta đi mua thuốc bổ về cho hai vợ chồng nữa chứ. Mấy hành động đó của Hoài làm cho cô có chút không thích. Lúc trước anh đã nói vấn đề đó từ từ cũng được, nhưng bây giờ anh lại là người muốn có con hơn bất kỳ ai khác. Ừ, chị biết rồi. Sau đó thì cả hai cũng không có nói chuyện nữa, mãi cho tới khi Vĩ dừng xe trước cổng trước của cô. Bao giờ chị ta làm thì gọi em tới đón nha. Như vậy có làm phiền công việc của em không? Chị đi xe ôm về cũng được mà. Không gì đâu, chị đừng có ngại gì hết á. Làm việc ở quán em cũng nhẹ lắm, với lại mọi người ở đó cũng thân thiện. Em đi đón chị sau, không ai dám nói gì đâu. Ờ, vậy cũng được, có gì chị sẽ gọi điện thoại cho em sau. Đừng có đi làm trễ nha. Em biết rồi. Vĩ cười rồi nhanh chóng lái xe đi làm. Cảm giác lúc nãy Huyền ôm lấy eo mình thật sự làm cho Vĩ cảm thấy rất sung sướng. Trước giờ anh từng chờ bạn bè của mình như vậy, nhưng làm gì có ai mang lại cảm giác này cho Vĩ chứ. Anh vui vẻ đi làm, ngay nhìn thấy ngày nào Vĩ cũng mang cái bộ mặt tươi cười đi làm mà cũng ngưỡng mộ. Người này làm gì mà ngày nào cũng vui vẻ hí hửng vậy trời, nhìn như đứa con nít lên ba vậy đó. Nga là bà chủ nên chỉ ngồi trong quầy pha chế nước cho khách thôi. Hôm nay My và Hùng
Con có bài kiểm tra trên trường nên đã xin nghỉ một buổi rồi. Trong quán chỉ còn lại Nga và Vĩ thôi. Hôm nay khách lại đông nên anh cứ phải chạy tới chạy lui suốt thôi. Cô thấy anh mệt nên cũng từ trong quầy chạy ra phụ tiếp. Rồi sao? Hôm nay ra đây bưng nước nữa vậy? Cô pha chế là được rồi. Mình tôi bưng cũng đâu có sao đâu. Một mình anh sao mà làm kịp? Khách gọi thì tôi đi pha rồi bưng tiếp anh cho. Anh làm như anh là siêu nhân không bằng. Vĩ nhìn cái dáng vẻ của cô như là đang tranh giành việc thì nói, ai biết cô muốn làm gì thì làm, chạy một hồi đừng có than mệt nha cô hai. Anh nhanh chóng đi sang bàn của hai vị khách nữ mới vừa đi vào trong quán ngồi, ghi xem người ta uống gì rồi đưa lại cho Nga. Đang làm việc thì Vĩ lại nhận được điện thoại của Huyền. Chị xong việc rồi, em rảnh không vậy? Khoan đón chị được không đó? Cho chị hai ly trà vải em ơi. Tiếng khách gọi nước làm cho Huyền có chút áy náy. Chắc là quán đang bận, mình kêu chú ấy qua đón mình, có làm phiền người ta không đây? Rồi bỏ đi giữa chừng như vậy, không biết có bị trừ lương không nữa. Quán đang bận hả? Vậy chú cứ làm việc đi nha, chị đi xe ôm về được rồi. Khoan khoan chị dâu, chị chờ em chút đi, em qua đón chị được mà. Không có gì đâu, chị đừng có đi xe ôm về nha, chờ em 5 phút em qua liền nè, nhớ là đừng có về đó nha. Nói rồi, Vĩ nhanh chóng tắt máy, còn Huyền ở bên này muốn từ chối cũng không từ chối được. Cô biết con người của Vĩ, anh mà đã nói bằng cái giọng này thì kiểu gì cũng sẽ tới. Cô về bỏ người ta thì lại làm phí thời gian. Thôi vậy thì đành đứng ở đây chờ. Anh định đi đâu vậy? Nga thấy Vĩ cởi đồng phục của quán rồi thay ra một cái áo khác thì hỏi. Đi đón chị dâu của tôi. Hôm nay xe chị ấy hư, cô chủ tốt bụng làm ơn hiểu cho tôi đi nha. Cái này là tình thế bất đắc dĩ nên tôi mới bỏ cô lại một mình như vậy. Cô muốn trừ lương thì trừ đi nha, tôi không có nói gì đâu. Nga nhìn dáng vẻ này của anh thì cũng bất lực. Nếu đã vậy thì cô cũng đâu có cách giữ anh lại nữa chứ. Vậy đi lẹ đi anh hai, tôi chờ, quán cần anh đó. Được được được, tôi biết rồi, tôi đi nhanh về nhanh. Vĩ được cho phép đi thì tươi cười, vội vã đội nón bảo hiểm, chạy xe đi đón chị dâu của mình. Tới nơi thì Huyền đang đứng ở trước cổng đợi mình. Anh cười rồi nói, chị đợi em lâu không vậy? Không lâu, làm phiền em quá trời luôn. Huyền khẽ nhìn thấy trên trán anh đổ không ít mồ hôi thì nói, bộ đi làm mệt lắm hay sao mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Biết vậy lúc sớm chị không đi nhờ xe em rồi. Thôi có gì đâu chị ơi, chị lên xe em trở về, xong rồi em còn qua lại quán nữa, hôm nay hơi đông khách xíu thôi. Cô nghe thế thì cũng không muốn làm tốn thời gian nữa mà cũng lên xe cho anh chở mình về. Bình thường cô đi với chồng thì đi bằng ô tô, nhưng bây giờ anh không có ở nhà, cô định đi xe máy cho tiện. Mà ai ngờ xe lại bể bánh. Định lái ô tô thì em chồng lên tiếng nên cũng đi cùng. Ai ngờ là mình lại làm phiền như vậy cơ chứ. Huyền cũng rút kinh nghiệm sau này không đi nhờ nữa. Chị vô nhà với ba đi, em đi làm nha. Huyền còn chưa kịp nói câu gì thì Vĩ đã quay đầu xe chạy đi mất tiêu. Cô có chút tiếc nuối nhìn người con trai đó. Nay về sớm vậy con, hôm nay ít tiết dạy hơn mọi người hả? Ông Phúc cầm ly cà phê đen bước ra, thấy con dâu về thì lên tiếng hỏi. Huyền chỉ gật đầu rồi đáp, dạ vâng, hôm nay con ít tiết hơn mấy ngày kia chút. À mà ba ơi, chú Út có thích món gì không ba? Con hỏi chuyện đó chi vậy? Ông Phúc ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại lên. Cũng không hiểu sao mà hôm nay con dâu lại quan tâm em chồng. Hôm nay con đi nhờ chú ấy mà con thấy chú ấy bận rộn quá, con hơi ngại nên muốn làm vài món thôi ba. Ông Phúc cũng gật đầu tỏ ra đã hiểu, sau đó thì cũng nói hết sở thích ra cho Huyền nghe. Cô cũng tiếp thu rất nhanh, bây giờ đang rảnh nên cô dắt xe ra tiệm vá cái bánh xe lại. Không thôi ngày mai lại phải đi nhờ nữa. Huyền nấu ăn khá chăm chú, cô cũng không hiểu vì sao mà mình lại như vậy nữa. Chiều đó Nga quá mệt mỏi vì tiệm có hai người chạy bàn mệt quá nên cô đóng cửa quán sớm về nghỉ ngơi. Cũng nhờ vậy bà Vĩ được về sớm. Vừa mới đi tới phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức rồi. Ồ, hôm nay chị dâu làm mấy món ngon quá nhỉ. Vĩ nhìn thấy toàn là mấy món mình thích thì không khỏi vui vẻ. Anh công nhận là nhìn mấy món này bắt mắt thật. Huyền thấy anh về thì chỉ cười rồi nói, chị cố tình làm mấy món chú thích mà. Chú đi thay đồ đi, hôm nay trên người chú có mùi á nha. Huyền khẽ nở nụ cười. Vĩ lại đột nhiên ngây người. Nụ cười đó thật sự làm anh phát mê mà. Gương mặt cô vốn đã đẹp rồi, cười lên một cái lại càng mê người hơn nữa.
À vâng vâng, chờ em chút đi. Vĩ cúi mặt vì ngại ngùng, anh sợ cô sẽ nhìn thấy vẻ mặt si mê của mình lúc nãy, nên cũng vội vàng chạy vào trong. Lúc nãy cô nói, cố tình làm những món mình thích mà trong lòng anh rộn rã hẳn lên. Mình chỉ có thời gian một tháng thôi, nhưng mình không muốn thua anh hai. Em xin lỗi anh hai nhiều. Mặc dù Vĩ biết chuyện mình âm thầm thương nhớ chị dâu là không đúng như thật sự, anh không có cách nào từ bỏ nữa rồi. Lúc mà anh hai dẫn Huyền về nhà xa mắt, thì Vĩ đã bắt đầu có tình ý với người con gái này. Rồi hai người còn sống chung một nhà, gặp mặt nhau thường xuyên, làm Vĩ không có cách nào từ bỏ. Anh chỉ ngày một chìm sâu vào cái hố tình yêu này mà thôi. Anh thay đồ rồi ra dùng cơm với ba và Huyền. Nhưng nhìn vẻ mặt anh như đang suy tư một điều gì đó, ông Phúc thấy con trai mình không sống mọi ngày thì liền lên tiếng. Vĩ, anh vẫn không trả lời, ánh mắt vô định. Vĩ à Vĩ. Lần này ông Phúc hét lớn hơn một chút thì Vĩ mới quay đầu lại rồi gật gù nói. Dạ, dạ sao vậy ba? Con bị gì vậy? Có gì không? Mà sao ngơ ngẩn vậy hả? Có chuyện gì sao con? Dạ không, không gì đâu ba. Con bình thường mà, mọi người ăn cơm đi, ăn cơm đi. Thật ra anh đang suy nghĩ xem mình nên làm sao với đoạn tình cảm này. Bây giờ Huyền với anh cũng có mối quan hệ khá tốt, mà tình cảm với anh hai cũng rất hạnh phúc. Cô ấy nhất định sẽ không từ bỏ hạnh phúc với anh hai đâu. Cho nên mình cứ như vậy đi, cứ là một thằng em chồng tốt là được rồi. Anh tiếp tục dùng cơm như thường ngày. Mọi ngày khi Huyền rửa bát thì chồng cô sẽ đứng ở bên, nhưng hôm nay lại đổi sang một người khác. Vĩ đứng ngay bên cạnh cô giúp cô rửa bát. Huyền khẽ nghiêng đầu nhìn người em chồng đó của mình. Cô trước giờ không quan sát kỹ và gần Vĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy Vĩ thật là bảnh bao làm sao. Cô lại nhớ tới cái lúc nhìn thấy cơ bụng của Vĩ, động tác rửa chén đột nhiên ngừng lại. Chị bị gì vậy? Bụng có chuyện gì hả? Anh dùng gương mặt ngơ ngác nhìn cô như tên ngốc. Không gì, nhưng mà chị cảm thấy em khá là đẹp trai. Cô khen xong còn ngại ngùng cười nữa chứ. Đối với Huyền thì cô xem Vĩ như đứa em trai của mình, mà khen người nhà đẹp trai cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng đối với anh đó lại là một câu nói rất tuyệt vời. Anh liền cúi mặt xuống mà cười tủm tỉm. Mình đẹp trai đó giờ rồi mà tới bây giờ người cần khen mới chịu khen. Chú cười gì nữa vậy? Cười chị á, người ta đẹp trai vậy mà bây giờ chị mới nhận ra. Hai người lúc này cứ như một đứa trẻ đứng ra tranh cãi với nhau. Anh sơ ý đánh rơi một cái đĩa. Ông Phúc đứng ở trong phòng nghe tiếng bể đồ thì hô lớn vọng ra. Chuyện gì vậy con? Vị sợ ba mình đi ra thì liền nói. Không có gì đâu ba, con làm rơi đồ thôi. Ông nghe thế thì cũng bình thản. Vị thì nhanh chóng cúi xuống muốn nhặt mấy mảnh vỡ đó. Chú đừng có động vào, để chị hốt vào mang đi bỏ đã. Chú không khéo thì lại bị đứt tay nữa đó. Có gì đâu chứ, đứt thì đứt thôi. Cái này chuyện nhỏ ấy mà, em làm bể chị để em dọn cho. Thấy anh không chịu đứng lên nên cô cũng không còn cách nào khác, chỉ ngồi xuống nhặt cùng với anh. Vĩ cố tình không nhặt mảnh vỡ mà lại đụng vào tay của cô. Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt long lanh đó nhìn anh, mà ánh mắt ngọt ngào kia cũng hướng về cô. Người ngoài không biết nhìn vào cũng có thể tưởng tượng hai người chính là đôi vợ chồng mới cưới. Anh biết cô ngại nên cũng rất nhanh liền rút tay về, gãi gãi đầu rồi nói. À, chị rửa số chén còn lại đi. Cái này em dọn là được rồi, chị đừng có đụng vào nữa. Sau một màn vừa nãy nên cô cũng gật đầu đứng lên cửa rửa số chén dĩa kia. Vĩ rất nhanh liền dọn xong. Bây giờ anh cảm thấy nếu mình cứ cố tình ở lại thì sẽ bị nghi ngờ, nên liền chạy vào phòng bấm điện thoại. Thật ra anh chỉ đang ngồi mơ mộng về viễn cảnh sau này của mình và Huyền mà thôi. Huyền cũng trở về phòng, cô lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Anh nghe đây vợ, em đang làm gì đấy? Đã ăn cơm chưa? Hôm nay anh không có ở nhà, có mệt lắm không? Đi làm có gì vui, kể anh nghe không em? Hoài hỏi mà cô trả lời cũng không kịp với anh luôn. Huyền thoải mái cười rồi đáp. Anh làm gì mà hỏi dữ vậy, từ từ thôi chứ. Em có phải là siêu nhân đâu mà hỏi trả lời lắm vậy. Bây giờ anh rảnh không? Giờ anh rảnh lắm, anh đang nghỉ ngơi ở khách sạn nè. Nghe sung sướng quá hà, ở nhà hôm nay cũng không có gì hết. Chỉ là tối nay em ngủ một mình có hơi chán một chút, với lại cũng hơi nhớ chồng em nữa. Nghe cái giọng nói đáng yêu của vợ mình thì Hoài cũng cười. Sướng gì đâu, về khách sạn còn phải mở tài liệu xem công việc nữa đây. Đi công tác mệt chết được, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi á.
Em biết mà, anh làm gì cũng nên đi ngủ đúng giờ nha. Không có em bên cạnh cũng nên chăm sóc bản thân cho thật tốt. Một tháng nữa anh về mà ốm lại thì không yên với em đâu á. Được rồi, anh biết rồi, em cũng vậy nha. Giờ này còn hơi sớm, chắc nhà vừa ăn cơm rồi đúng không? Ừ, em với Chu Vĩ mới rửa bát xong đây. À mà hôm nay em mới nhận ra em trai của anh cũng đẹp trai, không kém anh luôn đó. Rồi, anh em của một dòng máu ra mà em, làm sao mà không đẹp trai giống nhau được chứ. Nhưng mà người ta không có tự cao như anh. Hai người nói chuyện với nhau gần cả nửa tiếng đồng hồ. Tiếng cười đùa vang lên trong điện thoại. Huyền cảm thấy chồng mình vẫn là nhất. Anh vẫn luôn biết cách làm cho cô cười. Ngủ sớm đi vợ, anh cũng đi ngủ. Anh muốn ngủ rồi hả? Vậy thì đi ngủ, đừng có mà lén em thức khuya đấy nha. Rồi rồi, anh biết rồi mà. Em cứ yên tâm đi, đừng có lo. Hai người tắt điện thoại. Huyền ngả lưng lên giường. Cô nàng sờ tay qua chỗ trống bên cạnh. Nhưng hôm nay cái giường này chỉ có mình cô mà thôi, cũng chịu rồi. Một tháng nữa thì sẽ có người về lấp đầy nó thôi mà. Mấy hôm sau đó, Mỹ và Huyền có chút thân thiết hơn mọi khi. Bình thường có mặt anh hai nên Huyền cũng không nói chuyện gì nhiều với em chồng. Huyền chỉ sợ làm chồng mình hiểu lầm mà thôi. Mỹ cũng giống như vậy. Anh sợ nếu như gần mình gần quá lại làm cho anh hai sinh nghi ngờ. Bây giờ sự vắng mặt của anh hai cũng là cơ hội để anh dễ tiếp cận chị sâu hơn mà thôi. Hôm nay em thấy xe chị hơi bẩn đó, em đang rửa xe, em giúp chị rửa luôn nha. Vĩ thấy Huyền vừa mới đi dạy về mà nhân lúc anh đang rửa xe nên mới lên tiếng. Hôm nay là chủ nhật, quán của anh tới chủ nhật thì sẽ đóng cửa, bởi vì Nga muốn dành ngày cuối tuần của cô để đi chơi, nhờ vậy mà cũng có ngày để ở nhà thư giãn. Ừ, vậy cũng được, em rửa giúp chị luôn đi. Mấy hôm nay trời mưa nên công nhận xe cô cũng bẩn hơn bình thường một chút. Thấy anh có thiện ý nên cô cũng gật đầu dắt xe về phía anh. Huyền bước vào trong nhà, còn Vĩ thì vẫn ở ngoài sân. Hôm nay ông Phúc đã đi sang nhà của mấy ông bạn chơi rồi. Ở nhà một mình cũng buồn chán nên thỉnh thoảng ông cũng đi ra ngoài cho tâm trạng thoải mái. À chị dâu, chị rảnh không? Gọt giúp em dĩa trái cây được không? Anh đứng ở ngoài sân nói chuyện vọng vào, cô cũng đáp lại. Được được, chờ chút nha. Đây là những chuyện đã nằm sẵn trong kế hoạch của Vĩ rồi. Dạo này anh trở nên lưu manh hẳn ra, có cớ gì để gần chị dâu thì lập tức sẽ bắt đầu giở trò ngay thôi. Nhiều lúc Huyền cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng mà cô cũng chỉ nghĩ Vĩ xem cô như chị gái thôi, nên cũng không ngại ngùng gì nhiều. Người trong nhà thân thiết với nhau một chút cũng tốt mà. Anh rửa xong hai cái xe thì áo cũng đã ướt một ít. Thấy hơi khó chịu nên không ngần ngại mà cởi ra luôn cho nhẹ người. Trái cây của em đây, hôm nay tự nhiên sao lại muốn ăn trái cây vậy? Bình thường chị đâu có thấy em ăn. Trong nhà Huyền thì cũng có nhìn thấy Vĩ cởi áo mấy lần nên cô cũng đã quen rồi. Bây giờ cho dù có đối mặt với anh thì cô cũng không còn ngại ngùng gì nữa hết. Huyền đặt đĩa trái cây lên bàn nhìn anh. À, dạo này thấy trong người cứ khó chịu kiểu gì ấy. Bác sĩ bảo em bổ sung vitamin nên hôm nay bắt đầu ăn chút trái cây cho có dinh dưỡng. Làm việc thiếu dinh dưỡng à? Lớn rồi mà sao? Không lo cho sức khỏe gì hết vậy? Cô có chút lo lắng nhìn đứa em chồng của mình. Ây ấy, mấy cái chuyện này nhỏ thôi mà. Chị làm gì thì làm đi, em không làm phiền chị dâu nữa. Nói rồi, anh ôm đĩa trái cây của mình đi vào trong phòng. Nhiều lúc Vĩ cũng thầm ngưỡng mộ mình vì có thể diễn được một màn kịch hay ho như vậy. Xem ra mình cũng nên mặt dày một chút, mỗi ngày đều đang trôi qua. Mình được tới đâu thì hay tới đó vậy. Hôm đó ông Phúc hết buổi chiều mới về, ông còn mang về thùng bia với lại chút đồ ăn nữa chứ. Ba, hôm nay ba muốn uống bia với con hay sao mà chuẩn bị đồ vậy? Không không, lúc nãy sang nhà chú Tuấn thì ổng có cho ba chút đồ ăn. Với lại hôm nay con ở nhà, ba muốn nhân cơ hội này nói chuyện với con trai của ba một chút thôi. Vĩ cười cười, hai ba con cùng nhau vào nhà, ngồi bắt đầu ăn uống nói chuyện rôm rả. Tối đó Huyền có hẹn đi ra ngoài với bạn bè. Cô thấy ba chồng với em chồng của mình đang uống bia thì cũng bất ngờ, không ngờ là hai ba con nhà này cũng sung sức như vậy. Ba đi cả ngày về thì rủ con trai ngồi uống bia, cô thấy cũng chỉ lên tiếng nói. Ba với em uống thì cũng có chừng mực nha, con sợ hai người sẽ say đó ạ. Ông Phúc nhìn con dâu xua tay rồi nói. Không sao đâu, con cứ yên tâm đi. Con về thì lên phòng ngủ bình thường đi nhá, ba với nó say thì ngủ ngoài này luôn. Dạ vâng, nhưng mà hai người cũng nhớ uống vừa thôi nha. Nói rồi, cô cũng khẽ cúi đầu chào một cái rồi rời đi. Dù sao chuyện hai người đàn ông ngồi uống bia với nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Vĩ khẽ đưa mắt nhìn lên về phía của Huyền, nhưng cũng cầm ly lên uống với ba mình. Ba, sao hôm nay ba có hứng đủ con uống với ba vậy? Bộ ba có chuyện gì cần tâm sự hay sao? Ông Phúc không có trả lời, chỉ nâng ly lên, tiếp tục uống với con trai của mình. Vĩ thấy bộ dạng này của ba mình, cũng hiểu là ông đang có chuyện gì đó. Anh vẫn nhớ lúc đó, mẹ mất thì ba suy sụp khá nhiều. Nhìn ba hiện giờ, chỉ khá hơn lúc đó một chút thôi. Anh cũng ngoan ngoãn cầm ly lên, uống với ba mình. Mãi cho tới khi cả hai người đều có chút men say trong người, thì ông mới thở dài rồi nói. Thật ra bác Trung có đứa con gái để mắt tới con khá lâu rồi. Chắc là con cũng nhớ con bé đó mà đúng không? Vị nghe tới đây cũng hiểu là ba mình muốn gì rồi. Anh cũng mơ màng mà trả lời lại. Ý của ba là muốn con làm quen với cô bé đó đúng không? Ông Phúc cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thật tình ông cũng không muốn ép buộc làm gì, nhưng mà ông chỉ muốn tác hợp cho mấy đứa nhỏ thôi. Bây giờ Vĩ không tìm được bạn gái thì ông đi tìm giúp, nếu được thì còn tính tới chuyện sau này, còn nếu như không được thì từ từ lại tính sau. Ừ, chi bằng cứ quen thử đi, không chừng lại hợp nhau thì sao, không thử làm sao mà biết được. Lúc này trong người của anh đã không còn được tỉnh táo như mọi người, buông ly xuống mà chậm rãi nói. Ba ơi, con thật ra là đã thích một người rồi, ba không cần phải vất vả đi tìm cho con như vậy đâu. Ông Phúc nghe thế thì vui mừng mà hỏi. Người đó là ai? Là con gái nhà nào? Sao không làm quen rồi dẫn người ta về nhà đi chứ? Nhưng mà ba ơi, người đó được gả vào trong nhà của mình rồi. Hốc mắt của anh lập tức đỏ lên, khẽ cúi đầu xuống đất, không tài nào dám ngẩng đầu lên nhìn mặt ba mình. Ông Phúc có chút không hiểu, nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu ra lời con trai mình nói. Gì chứ? Không lẽ con đang nói tới chị dâu con nó sao? Con có bị gì không hả Vĩ? Sự kinh ngạc trong lời nói của ông thì anh cũng đủ hiểu việc này sai trái tới mức nào. Anh là con út, ba chỉ muốn con của mình đứa nào cũng được hạnh phúc. Nhưng anh mang lòng yêu thương chị dâu của mình mất rồi, anh phải làm sao đây chứ? Con xin lỗi ba. Tối hôm đó thật sự làm cho ông phải bàng hoàng về chuyện này. Những năm qua ông bảo con trai của mình đi tìm tình yêu đàng hoàng tử tế, nhưng tới tận hôm nay ông mới biết tình yêu đó đã ở trong nhà của ông rồi. Hai thằng con của ông đều đem lòng yêu một người con gái. Ba nói con biết, chuyện này chính là không thể, không bao giờ được. Đó là chị dâu của con, là vợ của anh hai con. Con không thể nói năng linh tinh như vậy được, con phải từ bỏ cho ba. Ông Phúc cũng đau lòng chứ, tại sao lại oan nghiệt như thế này? Ngoài kia trăm ngàn cô gái tử tế, tại sao cả hai đứa con đều yêu một người như thế chứ? Rồi những lúc sống chung một nhà thì phải làm sao? Bà, con cũng không muốn, nhưng mà con không bỏ được. Anh nói, nhưng nước mắt lại âm thầm rơi xuống nền nhà. Chưa bao giờ anh yếu đuối như vậy cả. Có lẽ khi uống say thì lời nói lúc đó chính là lời thật lòng nhất. Ông lúc này cũng không biết phải nói gì nữa. Tình cảm là thứ không thể khống chế, nhưng ông không muốn mấy đứa con của mình phải đau khổ như vậy. Ba nói con nghe này, đó là vợ của anh hai con, là chị dâu của con. Ngoài kia có không ít cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn. Con không thể cứ như vậy được. Ba không thể nhìn con trai út của ba như vậy được. Con có biết không? Lúc này Vĩ mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của ba mình. Ông cũng đang khóc, chỉ là cả hai người đàn ông đều đang cố gắng gồng mình mà thôi. Anh ôm lấy ba mình, anh không biết làm cách nào để từ bỏ một người, dẫu cho việc này là sai. Vĩ hoàn toàn có thể nhận thức được điều này. Ba nói rồi, cho dù như thế nào con cũng phải từ bỏ. Huyền không phải như những đứa con gái khác, đó là vợ của anh con. Con nhất định phải nhớ cho kỹ. Nói rồi ông đứng lên bỏ vào trong phòng. Ông chỉ mong con trai út hiểu được lòng mình. Ông hướng mắt nhìn tấm ảnh của hai vợ chồng đã lâu được dựng trên tủ đầu giường. Anh hy vọng em có thể giúp cho thằng Vĩ, anh không muốn nó yêu sai người. Ở phía bên ngoài, Vĩ vẫn còn ngồi một mình, hai tay anh đan chặt vào nhau. Anh cũng không biết mình phải làm gì mới đúng đắn. Rốt cuộc phải làm sao thì mọi thứ mới tốt đẹp đây chứ? Sao mình lại phải lòng chị dâu? Ngay từ đầu mình đã không nên dính vào chuyện này rồi. Huyền từ bên ngoài bước vào, thấy Vĩ còn ngồi đó thì cô lên tiếng hỏi. Sao em không vào phòng đi? Uống bao nhiêu đấy được rồi đấy. Ngày mai là phải đi làm lại rồi, đừng có làm ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.
Huyền tiến đến muốn đỡ lấy cánh tay của Vĩ nhưng lại bị anh hất ra không thương tiếc. Em tự về phòng được mà, chị dâu không cần lo mấy chuyện này đâu. Cô hơi bất ngờ vì thái độ của Vĩ. Bình thường em chồng là người rất tốt tính mà, không biết là lúc nãy ốm với ba đã nói gì mà đột nhiên lại tỏ thái độ với cô nữa. Thấy bàn tiệc tàn vẫn chưa ai dọn dẹp thì Huyền cũng đành ra tay dọn dẹp cho sạch sẽ. Vĩ còn đang đau khổ ở trong phòng. Vào cái khoảnh khắc anh đóng cửa lại thì cơ thể lại tựa như không còn một chút sức lực nào cả. Thân thể rắn chắc đó ngã vào cánh cửa. Bây giờ nó là điểm tựa của anh. Vĩ đưa tay lên ôm đầu mình. Cô ấy chạm vào mình. Mình rất muốn được cô ấy đỡ. Nhưng tại sao mình phải tránh né? Tại sao mình phải hất tay cô ấy ra cơ chứ? Vì mình chỉ là một thằng em chồng thôi sao? Thời gian sau đó, ông Phúc bắt đầu quan sát mọi hành động giữa Huyền và Vĩ. Tất nhiên là anh cũng nhận ra điều này rồi. Vĩ cũng không còn được như trước đây nữa. Anh biết là ba lúc nào cũng để tâm, nên không dám tiến gần hay nói chuyện với cô quá lâu như những ngày trước. Còn Huyền lại cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Cô sợ rằng mình lỡ làm điều gì đó khiến cho Vĩ giận, nên anh mới có mấy hành động đó với mình. Cô cứ cảm thấy ba chồng và em chồng có điều gì đó mờ ám đằng sau lưng cô. Thấy hôm nay ba đã đi ra ngoài mua chút đồ, Huyền mới có cơ hội nói chuyện riêng với Vĩ. Vĩ, mấy hôm nay em làm sao vậy? Chị có cảm giác là em đang cố tình tránh né và trốn tránh chị đó. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Vĩ biết là sớm hay muộn gì thì cô cũng sẽ nhận ra vấn đề này thôi. Nhưng anh không ngờ là cô hỏi thẳng mặt mình như vậy. Không, không có gì đâu mà. Em cũng đâu có tránh mặt chị gì đâu chứ. Em cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà. Chị làm sao vậy? Anh giả vờ cười nói, làm như không có chuyện gì, nhưng làm sao qua được mắt cô. Nhìn thẳng vào mắt chị này, có vấn đề gì thì cứ nói với chị đi. Chị không có ngại gì đâu. Hay là ba với em có chuyện gì đó? Chị làm gì hai người không hài lòng hay sao? Mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt đó thì Vĩ lại không có cách nào làm chủ được bản thân mình cả. Anh quay mặt sang chỗ khác, cố tình không nhìn tới gương mặt của cô. Hành động này của anh đã làm cho cô hiểu ra là thật sự đang có chuyện gì đó rồi. Được rồi, em không nói cũng không sao. Chuyện này chị từ từ tìm hiểu sau. Chị đi làm trước đã. Nói rồi, Huyền cầm cái cặp của mình lên xe rồi chạy đi làm. Vĩ đứng đó nhìn theo bóng sáng của người con gái mình thương. Cuộc tình của anh sao mà ngang trái quá. Sau một tháng đi công tác thì cuối cùng Hoài cũng trở về ngôi nhà quen thuộc của anh. Hôm nay chồng đi công tác về nên tâm trạng của Huyền khá tốt. Cô nàng cực kỳ vui vẻ. Còn Vĩ thì anh xem như mình đã hết cơ hội rồi. Cũng không bao lâu nữa thì anh phải trở về với công việc thủy thủ vốn có của mình. Anh hai về làm, Vĩ không thèm về nhà cả ngày hôm đó. Vĩ ngủ tạm ở nhà bạn bè mình một đêm. Ông Phúc hiểu lý do Vĩ làm vậy nên cũng không nói gì. Chỉ có hai vợ chồng của Hoài và Huyền là cảm thấy lạ thôi. Hôm nay con về mà thằng Út lại ra ngoài chơi hả? Nó có gọi cho ba không ba? À có, nó bảo tối nay nó ngủ nhà bạn rồi, mình không cần chờ. Hoài nghe thế thì cũng gật đầu. Đi cả một tháng con mới về mà không thấy mặt em trai đâu hết trơn. Thằng này cũng lựa ngày đi chơi thật, mà một tháng qua trong nhà vẫn ổn chứ ba? Ừ, cũng vậy à con. Bây giờ con đi công tác về rồi thì lo mà chăm sóc vợ con cho tốt đi nhé. Ba luôn chờ tin vui của hai đứa đấy. Con biết rồi ba, chuyện này ba nhắc nhiều rồi, con tự biết cách lo được mà. Ông Phúc cảm thấy thái độ này của con mình có hơi kỳ lạ. Những lúc trước mỗi khi ông nhắc tới thì anh đều cười cười rồi bảo sẽ cố gắng, nhưng hôm nay lại nhăn mặt nhíu mày tỏ ý như không muốn nhắc tới nữa. Nói xong thì cũng quăn mặt bỏ lên phòng. Chỉ cần thằng Hoài với con Huyền có với nhau một đứa con thì thằng Vĩ sẽ có cách khống chế tình cảm của nó lại thôi. Đó là những suy nghĩ trong lòng của ông Phúc. Cũng vì chuyện của Vĩ nên ông mới càng thêm hối thúc chuyện con cháu. Tối đó hai vợ chồng đang tâm sự với nhau trong phòng. Anh à, dạo này em cảm thấy ba cứ đang nôn nóng chuyện con cái của hai đứa mình đấy. Không hiểu sao mà ba cứ hay nhắc tới nhắc lui mãi thôi. Ừ, lúc sáng anh cũng có nghe ba nói, nhưng mà thôi, anh cũng không quan tâm lắm. Có lẽ con chưa tới là bởi vì cái duyên của vợ chồng mình thôi. Em suy nghĩ nhiều thì hại sức khỏe. Huyền nằm trên giường, cô thở dài ra một hơi rồi quay đầu sang nhìn chồng mình. Chắc là như vậy.
Cô cảm thấy tối đó anh nói chuyện ít hơn thường ngày, cũng không còn hỏi cô về những chuyện nhỏ nhặt như trước đây nữa. Nhưng Huyền chỉ nghĩ đơn giản là do anh mệt nên không muốn nói nhiều thôi. Hôm sau thì Vĩ cũng trở về nhà, trên người anh có mùi rượu khá nồng. Vừa tới nơi liền đi vào trong phòng. Ba, con thấy Vĩ nó vừa về, hình như còn say nữa đấy, mùi rượu nồng quá. Hoài từ ngoài cửa bước vào nói với ông Phúc. Tí nữa ba vào xem nó thế nào, không biết làm cái gì mà uống dữ vậy không biết. Nói rồi, ông cũng tràn đầy vẻ lo lắng đi vào trong phòng. Ông nhìn thấy con trai mình đang mệt mỏi nằm trên giường. Trong phòng quả thật đúng là toàn mùi rượu thôi. Con có cần uống nhiều vậy không? Mấy cái đó hại sức khỏe lắm. Đừng có nghĩ mình còn trẻ rồi chủ quan nữa. Con không sao mà ba, uống hơi nhiều nên đau đầu tí thôi. Lâu lâu con mới có dịp gặp lại bạn cũ, bọn nó đâu có cho con trốn về đâu chứ. Vĩ cười cười, xoa hai bên thái dương, chống tay xuống giường ngồi dậy. Ra ăn sáng luôn không hay là muốn nghỉ ngơi chút? Cả nhà ăn đi, con muốn nằm thêm một chút nữa. Ba ra ngoài luôn đi ba. Ừ, vậy chút nữa ba mang vào cho con chút đồ ăn. Thôi thôi, không cần đâu ba. Bao giờ con đói thì con tự đi ra ngoài tìm đồ ăn mà. Ba không cần lo đâu ba. Ông thấy bây giờ không nên làm phiền nên cũng chỉ gật đầu, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Thấy ông ngồi vào bàn ăn thì hai vợ chồng Hoài cũng bắt đầu dùng cơm. Sao ba không gọi nó ra ăn cơm luôn ba, đi về nằm dài trong đó. Chắc là đang mệt lắm đúng không? Ừ, em con nó bảo chưa muốn ăn. Bao giờ nó đói thì nó tự ra lấy đồ ăn đó mà. Thôi cứ để nó ngủ thêm chút nữa đi. Huyền nghe thế thì vội lên tiếng. Để chút nữa con mang đồ ăn vào cho chú ấy cho ạ. Vừa mới uống rượu vào mà không chịu ăn uống thì hại dạ dày lắm. Ít ra cũng phải có chút đồ ăn lót dạ. Hoài cũng chỉ gật đầu, còn ông Phúc thì có chút lo lắng. Không lẽ con dâu lại bắt đầu để ý tới thằng Vĩ hay sao? Nếu vậy thì sao được chứ? Không cần đâu, chút nữa con còn phải đi làm, cứ để ba mang vào cho nó là được rồi. Thấy ba chồng nói thế thì Huyền cũng gật đầu đồng ý. Hôm đó Vĩ cũng đã điện thoại với Nga để xin nghỉ. Anh công nhận là mình uống nhiều rồi đau đầu quá. Cần ba ra ngoài mua cho con chút thuốc không? Hay là ba đi pha cho con chút nước uống giải rượu nha. Lúc này trong nhà chỉ còn có hai ba con mà thôi. Hoài và Huyền đã đi làm hết rồi. Vĩ ngồi trên sofa đáp lại. Vậy ba pha giúp con chút nước giải rượu đi, con mệt quá. Ừ, vậy ngồi đó ăn đi rồi ba mang lên cho. Anh mệt mỏi, nhìn cơm nước được nấu sẵn, cũng cố gắng ăn một chút cho khỏe. Vài tuần nữa là phải lên tàu đi biển nữa rồi. Bây giờ sức khỏe không tốt là khỏi đi làm luôn. Vĩ tự an ủi mình rồi cũng cố gắng ăn uống. Trong thời gian đó, tinh thần của anh không chốt chút nào hết. Về nhà thì sợ phải nhìn thấy mấy cảnh anh chị hai tình cảm lãng mạn với nhau. Đi làm ở quán cà phê thì cứ như người mất hồn, không chú ý vào cái gì hết. Sau đó hơn một tuần thì Huyền cảm thấy chồng mình càng ngày càng khác đi. Anh không còn là Hoài của những ngày nào mà cô quen nữa rồi. Trong nhà thì em chồng và ba chồng cứ như đang muốn che giấu điều gì đó, làm cô lại càng thêm nghi ngờ. Alo em, anh nghe đây. Tối nay anh có đi ăn với đối tác hay là đi với sếp nữa không? Tối nay anh tăng ca rồi mà có chuyện gì không em? Không gì đâu, em chỉ muốn rủ anh ra ngoài với em thôi. Nhưng nếu tối nay anh bận rồi thì thôi vậy. Ừ, vậy anh tắt máy nhé, em làm việc đi. Huyền có chút thất vọng về thái độ gần đây của chồng mình, cứ đi sớm về khuya mãi thôi. Hôm đó, Huyền mang gương mặt không mấy vui vẻ của mình về nhà. Mỹ cũng nhìn thấy anh liền hỏi. Hôm nay chị đi dạy bị học sinh làm phiền hay sao mà không vui vậy? Không phải, học sinh của chị khá ngoan, có chuyện với anh trai em thôi. Nói rồi Huyền cũng bước thẳng lên phòng. Vĩ bắt đầu tò mò về cuộc tình hiện nay của chị dâu và anh trai rồi đây. Vĩ biết là dạo gần đây hình như tình cảm hai vợ chồng không được tốt cho lắm. Hôm đó anh vô tình đi ngang qua phòng còn nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào nữa mà. Không lẽ anh hai lại bỏ chị Huyền được sao? Chị ấy xinh đẹp giỏi giang, đâu phải muốn tìm được người như chị ấy là dễ đâu chứ. Nhưng mà không chừng đây lại là cơ hội của mình. Vào cái lúc tình cảm của hai vợ chồng đang sứt mẻ, vậy thì cũng là lúc để người như mình chen chân vào. Vị cảm thấy bây giờ nếu như anh không hành động thì mãi mãi sau này cũng không còn cơ hội để hành động nữa. Mặc dù sai trái nhưng anh vẫn muốn chiếm lấy thân thể của người con gái đó một lần cho thỏa mãn. Kể từ cái ngày hôm đó, Vị bắt đầu dành thời gian cho việc theo dõi anh trai mình. Vị rất để ý tới Hoài. Ngoài giờ đi làm ở công ty ra,
thì Vĩ luôn cố gắng bám đuôi để xem anh trai mình làm gì. Huyền ở nhà cũng ngầm đoán được là chồng mình đã có điều gì đó kỳ lạ ở bên ngoài. Nhưng cô không muốn cãi nhau nên chỉ đành nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở rồi cho qua. Tối hôm đó, Vĩ cố tình bỏ chút thuốc ngủ vào trong ly nước của ông Phúc rồi cho ông uống. Ông cũng không nghi ngờ gì khi nhận ly nước của con trai. Chỉ là ông đi ngủ sớm hơn mọi ngày mà thôi. Thấy ba mình đã vào phòng ngủ ngon lành thì Vĩ cũng bắt đầu tiến hành việc cần làm. Chị rảnh không vậy? Vĩ đứng ngoài cửa, gõ vài cái rồi lên tiếng. Huyền cũng tiến tới mở cửa cho anh vào trong. Có chuyện gì không? Cho chị xem vài món đồ thôi, chỉ là chị xem xong đừng khóc đó nha. Huyền gượng cười rồi nhận thấy thứ đó. Được rồi, bên trong đó là những tấm ảnh hoài ngoại tình với một cô gái trẻ trung xinh đẹp bên ngoài, thậm chí là còn ở phía trước cổng khách sạn nữa. Nước mắt của Huyền chậm rãi rơi xuống trên mặt người phụ nữ xinh đẹp. Em đã dặn là không được khóc rồi mà, là anh hai em không tốt. Bây giờ cô thật sự không nói nên lời. Những năm qua cô yêu anh nhiều thế nào cơ chứ? Rồi những thời gian tươi đẹp mà hai người bên nhau thì sao? Không lẽ Hoài là con người dễ dàng quên đi như vậy hay sao? Huyền sợ ảnh hưởng đến ba chồng nên chỉ dám âm thầm mà khóc. Cô thậm chí còn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vĩ thấy mình cũng thật có lỗi, anh hoàn toàn có thể im lặng cho qua chuyện này. Nhưng lòng ham muốn và cái dục vọng đó lớn hơn những gì mà anh nghĩ. Anh không kiểm soát được. Vĩ ôm lấy cơ thể của Huyền, khẽ thì thầm vào tai cô. Xin lỗi khi mà em cũng yêu chị. Em yêu chị từ cái ngày anh hai dẫn chị về đây rồi. Cô vội vàng đẩy Vĩ ra khỏi người mình. Dù như thế nào thì đây cũng là em chồng mà. Cô không thể làm chuyện gì với người em chồng này được. Anh biết cô đang chống cự nên anh cũng không ép buộc làm gì. Chị có thể không yêu em cũng được, nhưng anh hai của em đã không cần chị nữa rồi. Em chỉ muốn chúng ta là của nhau. Một đêm, chỉ cần một đêm mà thôi. Giọng nói ấm áp và ánh mắt chân thành đó nhìn Huyền. Cô bây giờ đang rất cần một người an ủi mình. Vĩ ngồi xuống đối diện cô. Anh chỉ im lặng lắng nghe những gì cô nói, nhìn giọt nước mắt của cô chậm chậm rơi xuống. Vào cái ngày hôm đó, cuối cùng Vĩ cũng đã hoàn thành được ước mong lớn nhất cuộc đời mình. Quả thật Huyền đã trở thành cô gái của anh trong cái lần đó. Anh cảm thấy mình dường như không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Chưa tới sáng thì Vĩ đã về phòng của mình vì sợ bị phát hiện. Nụ cười hạnh phúc trên môi của anh hiện ra. Chưa bao giờ anh cười mãn nguyện như vậy cả. Mà Huyền cũng cảm thấy sung sướng vì đã có người thay Hoài làm cô thoải mái. Cái cảm giác mà lâu nay cô không được cảm nhận. Thái độ của Vĩ và Huyền sáng hôm sau đã có biến đổi vô cùng lớn. Hoài dạo này không mấy để tâm vợ nên anh cũng không quan tâm cho lắm. Ây, còn 2 tuần nữa là mình phải lên tàu chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo rồi. Vĩ nhìn tờ lịch treo tường trong nhà mà thở dài. Anh vẫn luôn nhớ cái cảm giác sung sướng hôm qua với cô. Cả đời này chắc là anh cũng không dám quên đi. 2 tuần nữa là đi rồi sao? Chắc là sẽ nhớ nhà lắm nhỉ? Huyền không biết từ đâu lại đứng phía sau anh rồi nói. Vĩ cười ngại ngùng, lập tức liền đỏ mặt lên. Chắc là phải nhớ nhà rồi, ở nhà lâu như vậy, với lại ở nhà cũng có vài thứ làm em rất nhớ. Cả hai người đều cười, Huyền không dám ở lại quá lâu, liền nhanh chóng chạy sang chỗ khác. Vĩ chỉ khẽ nhìn theo thôi, anh sợ ba mình nhìn thấy mấy cảnh này thì thôi xong cuộc đời. Tận dụng mấy ngày cuối cùng này, Huyền đặc biệt rất quan tâm tới Vĩ. Anh cũng đã nhắc nhở cô về ba chồng, nên cô cũng rất cẩn thận khi ở trước mắt của ông. Đi làm cẩn thận nha con trai. Lần này đi khoảng bao lâu thì về? Con cũng không rõ nữa, có thể vài ngày, cũng có thể là một tuần. Cả nhà đang đứng tiễn anh đi làm, Vĩ còn cố tình ôm từng người trước khi đi. Mục đích chính của anh là được ôm Huyền một cái mà thôi. Anh vẫy tay rồi cũng nhanh chóng rời đi. Em à, tối nay mình ở nhà được không? Em tưởng anh lại có việc ở công ty chứ. Huyền nói câu này làm Hoài có chút áy náy. Quả thật là dạo gần đây, anh cứ viện cớ đó trước. À, hôm nay anh rảnh nên muốn dùng thời gian này bên cạnh em một chút. Ờ, tùy anh. Tối đó hai người cũng đã hành động chuyện vợ chồng với nhau. Từ khi Hoài đi công tác về thì đây là lần đầu tiên. Nhưng đột nhiên Huyền có hơi tụt hứng vì chồng mình. Cô cảm thấy nhớ Vĩ hơn là anh. Tối qua em làm sao vậy? Anh cứ cảm thấy em không vui vẻ như lúc trước nữa. Em không biết nữa, chắc là hôm qua em không có hứng thú cho lắm. Hoài chỉnh lại cái cà vạt rồi lên xe ô tô rời đi. Bây giờ Vĩ không có ở nhà
nên ông Phúc rất muốn giúp cho vợ chồng con trai mình trở về như xưa. Nếu như có cơ hội thì ông luôn hợp tác. Nhưng ông không hề hay biết rằng chuyện tình này đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Sau bao nhiêu công sức của ông Phúc thì cuối cùng ông cũng đã nhận được tin Huyền mang thai. Lúc đó Hoài vui mừng như đứa trẻ, anh ôm lấy vợ mình không ngừng nói lời cảm ơn với cô. Xin lỗi em, thời gian qua anh bỏ quên em, chỉ biết đắm chìm vào công việc. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có con rồi, chúng ta làm được rồi đó em à. Huyền chỉ cố gắng nở ra nụ cười rồi cùng với Hoài trở về nhà. Chỉ có cô mới biết đứa con này là của Vĩ. Bác sĩ đã nói với cô, đứa trẻ này đã được 5 tuần, nhưng đó cũng chính là thời gian mà cô và Vĩ xảy ra chuyện đó, cho nên cái thai này nhất định không phải là của Hoài. Ba, hôm nay con với Huyền đã có thai rồi đó ba. Ba sắp có cháu nội rồi đó ba. Ông Phúc ở nhà cực kỳ mong chờ kết quả khám thai của con dâu. Cuối cùng thì cũng đã nhận được tin vui này. Vậy thì tốt quá rồi, con sau này phải đối đãi với vợ con tốt một chút đó nghe không? Đừng có cắm đầu vào công việc nữa. Con biết rồi ba, chuyện này ba cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ làm một người bố có trách nhiệm mà. Cô nhìn nét mặt vui vẻ của chồng và ba chồng mình thì có chút áy náy. Cái thai này vốn là của em chồng mà, nhưng bây giờ cô không thể nói, cũng không có can đảm để nói ra chuyện này được. Huyền sẽ tìm cách nói chuyện này với Vĩ sau, ít ra cũng phải cho anh biết đứa con trong bụng cô là của anh. Khoảng 2 tuần sau, Vĩ về thì nhận tin này. Anh còn đang buồn bã khi biết anh chị hai đã có con với nhau. Nhưng khi nghe được sự thật từ Huyền thì sắc mặt của anh hoàn toàn thay đổi chóng mặt. Cô đã hẹn anh ra bên ngoài để nói chuyện riêng với nhau. Đó thật sự là con của hai chúng ta sao? Ừ, bác sĩ đã nói vậy rồi, không lẽ em còn không tin hay sao? Vĩ vội vàng nắm lấy tay cô rồi nói. Không phải, không phải, chỉ là em hơi bất ngờ mà thôi. Nhưng nếu là con của em thì sau này em sẽ phải gọi nó là cháu. Còn nó gọi em là chú hay sao? Vĩ nói tới đây mà có chút chạnh lòng. Con mình lại không thể đường đường chính chính nhận làm con. Cảm giác này gọi là gì chứ? Là do chuyện lần đó của chúng ta sai trái. Cho dù như thế nào thì bí mật này cũng phải được chôn vùi. Chị xin em đừng bao giờ tiết lộ nó ra bên ngoài. Anh nhìn gương mặt của người con gái này thì cũng động lòng, đưa tay chạm lên gương mặt cô, sau đó thì nhẹ nhàng chạm vào bụng của cô rồi nói. Được rồi, ngoài hai chúng ta ra thì không ai có thể biết được chuyện này nữa hết. Chị cứ yên tâm đi. Chị tin tưởng em, đến lúc chị nên về nhà rồi. Sau đó thì Vĩ luôn quan tâm tới sức khỏe và cái thai của Huyền. Hoài cũng không nghĩ ra gì nhiều, dù gì cũng là anh em trong một nhà mà. Vài ngày sau thì Vĩ lại phải lên tàu ra khơi cùng với những đồng đội của mình. Đột nhiên anh cảm thấy chán ghét cái nghề này quá đi mất. Cứ phải đi xa gia đình suốt thôi. Đây là con đường mà lúc nhỏ anh muốn theo đuổi, nhưng sau này lớn lên còn có nhiều thứ làm cho anh yêu thích hơn nữa. Nhưng Vĩ không biết cái lần ra khơi đó chính là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Huyền và đứa con chưa ra đời của mình. Chuyến ra khơi lần đó đã gặp phải một trận đại bão và không có bất kỳ thủy thủ nào sống sót trên chuyến tàu đó cả. Ông Phúc nhận tin mà ngất ngay tại chỗ. Huyền cũng phải thất thần mất mấy ngày. Chỉ còn có Hoài phải cố gắng mạnh mẽ đứng ra lo liệu tang sự cho em trai của mình. Anh vẫn luôn yêu thương đứa em trai nhỏ của anh. Bây giờ đột ngột ra đi như vậy, anh làm sao chịu nổi cơ chứ? Đứa con đó của Huyền luôn miệng gọi Hoài là ba của nó. Nhưng cả đời này nó cũng không biết được ba nó là ai cả. Có những bí mật mà không ai dám nói ra, cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không thể hé miệng. Tựa như câu chuyện lén lút của Huyền và Vĩ, anh ra đi như một sự mất mát lớn trong lòng cô. Nhưng bây giờ ngoài cô ra không ai biết được điều này nữa. Ông trời đưa anh rời đi như muốn giải thoát cho anh khỏi thứ tình yêu này. Kiếp này anh yêu nhầm người rồi, xem như kiếp sau ông trời sẽ cho anh gặp được tình yêu đích thực. Hy vọng chúng ta có thể yêu đúng người, chọn đúng người, mãi mãi hạnh phúc bên người mà mình yêu. Còn nếu như chúng ta yêu nhầm người, nhất định phải từ bỏ tình cảm này. Có những chuyện là do ông trời sắp đặt sẵn, cho dù có bày ra bao nhiêu chuyện thì cũng không có cách nào thắng nổi vận mệnh của chính mình. Mong rằng chúng ta không quá cố chấp mà thôi. Quý vị thân mến, quý vị đã vừa nghe xong câu chuyện Chị Dâu Em Chồng. Chuyện được viết bởi tác giả Ngọc Ngân, phát sóng trên kênh Radio Đêm Khuya. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến giờ phút này. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại.